Hôm nay mình sẽ chia sẻ món canh đậu tương nhé. Đây là đậu tương mình đã ngâm khoảng 6 tiếng này. Bây giờ mình sẽ đi mình bóp hết cái vỏ đậu tương đi. Và mình bỏ cái vỏ đậu tương đi. Và sau đó mình rửa sạch lại. Và mình ngâm với một chút muối rồi đấy ạ. Và mình sẽ rửa sạch lại và mình cho vào máy xay sinh tố. Mình cho thêm nửa lít nước nữa vào. Mình xay thật nhuyễn nhé. Nửa lít nước vào mình xay thật nhuyễn. Để mình lấy cái nước đậu tương để tí nữa nấu canh đậu tương với cả một ít thịt băm, một cái đậu, hành và quả cà chua nhé. Vò nát xong ấy thì mình sẽ đi cho cái rổ mà cho nước ngập vào để mình nọc hết cái phần bã cái phần vỏ đi nhá. Cái công đoạn này mình sẽ không quay, tí nữa mình xay xong nước thì mình sẽ đi chế biến luôn để giảm cái thời gian theo dõi của các bạn ấy. Cái này ai cũng làm được, chúng ta chỉ cần nọc cái vỏ này đi. Nước ngập thì cái vỏ này nó sẽ ra nổi trên ấy, xong mình hất nó đi ấy. Rồi sau đó mình mang đi mình xay thật nhuyễn với máy xay sinh tố là được. Cái canh đậu tương này nó rất là ngon và lạ miệng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi nọc cái vỏ này đi rồi mình đi xay. Khi mà xay xong rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành nấu nhá. Bây giờ để nấu thì các bạn sẽ cắt một ít hành đầu hành lá này cho vào để mình phi thơm lên. Cái hành lá này cứ nhớ là các bạn cắt đi để mình phi thơm cái phần thịt mà xào với cà chua. Sau đó mình sẽ thái đậu mình cho vào để mình nấu nhá. Mình sẽ thái đậu trước và thái hành trước. Cái nước đậu mình đã xay xong nhé. Có cái nước đậu này ăn nó rất là ngon ạ. Nên mình cũng hay làm kiểu này ạ. Cắt khúc ra như vậy để phi thơm ạ. Đậu thì cái đậu này nhá, thì các bạn sẽ cắt thật mỏng cho mình. Không có đậu này cũng được, nhưng mà có đậu này thì nó ngon hơn. Cắt miếng mỏng như vậy. Để tí nữa mình sẽ cho vào cái bát canh đậu. Cái món canh đậu này nó rất là ngon mà lại đơn giản ấy. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt đã nhé. Không cho nhiều nhé, chỉ cho khoảng hơn 1 thìa, khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn vào để mình phi thơm lên hành này. Món này nó cần thanh mát cho nên các bạn đừng cho nhiều quá. Tiếp đến các bạn cho thịt vào xào cho mình. Cần một chút thịt như vậy không? Cà chua các bạn cho vào xào cùng luôn. Cho một chút xíu gia vị ướp luôn, xíu muối này, chút hành lên. Rồi mình sẽ đổ cái nước đậu vào nhé, đổ cái nước đậu vào mình đun nhé. Đổ cái nước đậu vào thì các bạn cho lửa thật to lên nhé. Các bạn cho mình thêm nửa lít nước nữa, là 1 lít nước nhé, nước ngập. Cho nửa lít nước ngập nữa các bạn.
để tráng cái bát này luôn là 1 lít đó. Giờ mình chỉ cần đun sủi cái hỗn hợp này lên nhé, sủi khoảng 5 đến 10 phút để cho cái đậu này nó chín nhé, và cho nốt cái phần đậu và cái hành lá vào là được, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là mình có bát canh đậu cực kỳ ngon. Thường thường là phải đun 10 phút để cho cái đậu này nó chín nhé, cái nước đậu này nó chín. Nhưng khi đun thì các bạn phải đảo như này, từ đáy nồi như này để cho nó không bị cháy ở dưới đáy nồi nhé. Và dùng thìa các bạn đảo quấy. Sủi rồi nhá, thì các bạn cho nhỏ lửa đi, không lo chảo. Cho nhỏ lửa không lo chảo nhé. Cái nước đậu này các bạn thấy không? Và đun sủi với lửa nhỏ khoảng 10 phút, sau đó mình cho cái đậu kia vào. Vì sao mình cho cà chua vào để cho nó làm cho cái đậu của chúng ta nó mát hơn. Vì cái đậu là canh đậu này rất hợp với cà chua. Này các bạn đảo và các bạn nêm nếm lại gia vị, có nhà thì cho chút hành lên nữa vào nhé. Và bây giờ cứ đảo đều lên một lúc cho nó chín. Khi đảo này được khoảng 10 phút rồi, mình cho cái đậu thái miếng cho vào nhé. Và đun thêm khoảng 5 phút nữa. Vì là đã xay nhuyễn cái hạt đậu đi rồi cho nên khoảng 15 phút và cả nêm nếm lại gia vị là tầm 18 đến 20 phút nấu tính từ lúc nước sủi ấy. Và cái món đậu này của chúng ta nó sẽ chín. Nó như là món súp ấy. Các bạn có thể để cả hạt đậu nhưng mà mình thấy xay ăn ngon hơn ạ. Gia vị thì cũng vừa rồi và đậu nó sôi trở lại khoảng 5 phút nữa rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ múc vào cái bát có hành nhé. Cái bát mình chuẩn bị sẵn này có hành này. Và mình sẽ cho một chút xíu bột ngọt vào cái bát này. Và các bạn múc đậu vào nữa là được. Và mình sẽ có một bát canh đậu cực kỳ ngon luôn ạ. Đây các bạn. Rất là ngon, mà cái quan trọng duy nhất là cái cách làm thì vô cùng đơn giản nhé. Đây là mình đã xong cái món canh đậu rồi đấy ạ. Đây khi múc ra này các bạn thấy không, bát canh đậu tương của mình cực kỳ ngon và hấp dẫn như này. Các bạn hãy làm giống mình để có một cái bữa canh ngon và bổ dưỡng cho gia đình mình thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Các bạn chỉ cần cắt miếng pizza ra là và chúng ta sẽ có những miếng pizza rất là ngon. Bé nào mà không thích ăn hành thì các bạn cắt cái phần không có hành, cắt miếng nhỏ để ăn cho đỡ ngán, ăn hết thì chúng ta lại cắt miếng khác. Bạn thấy không, thành phẩm rất là hấp dẫn ạ. Còn cái phần bánh mì còn lại các bạn có thể là kẹp thêm những nguyên liệu khác các bạn ăn, hoặc là các bạn cũng làm một cái đế bánh pizza như vậy. Và bây giờ mình nhâng lên ăn và thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm pizza Việt Nam nhé. Rất là ngon và lạ miệng và bé nào cũng thích, thậm chí người lớn mà thích ăn theo kiểu phong cách Việt Nam cũng đều rất là thích ăn nhé. Bây giờ mình cùng làm nhé.